Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Tấn Đạt Vlog nha các bạn. Hôm nay là mình sẽ tổ chức cuộc thi ăn mì cây nha các bạn. Đây là những thứ món đồ mà anh em mình đã chuẩn bị sẵn. Đây là một chai Pepsi xá xị nha. Còn đây là một lố mì cây để anh em chuẩn bị thử thách ăn mì cây nha các bạn. Cái bị đây gồm có 5 gói. Lại một chai tương ớt để anh em nó chấm nha. Và đây là có hai bị sữa nha các bạn. Nếu mà anh em nó ăn cay quá thì mình lấy sữa cho anh em nó uống nha mọi người. Và mình nói với các anh em luôn nha, còn kênh mình là chưa có điều kiện để mua mấy cái món mà nhiều tiền đồ cho anh em quay đó, thì anh em thông cảm cho mình nha. Mình chỉ có điều kiện để làm mấy món đơn sơ thôi các bạn, và mong mọi người ủng hộ cho anh em mình. Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Tấn Đạt Vlog của mình nha các bạn. Hôm nay mình sẽ thử thách hai bạn đây ăn mì siêu cay luôn nha. Và mấy bạn đây giới thiệu tên của mình đi. Mình là Khánh. Bạn đây. Còn mình là Tùng nha mấy bạn. Ok. Tiền thưởng của mình là 50.000 nha các bạn. Ai là người ăn cay giỏi nhất sẽ nhận được tiền thưởng 50k. Đó. Rồi hai bạn đã sẵn sàng ăn mì cay chưa? Sẵn sàng. Bắt đầu. Mời tất cả các bạn. Mình xin đi ra nha các bạn. Ok, và mình sẽ lại nói phỏng vấn coi thử các bạn ăn mì ra sao nha mọi người. Ok nè, bạn đây là bạn tên Khánh đúng không? Bạn ăn mì một mấy cái đũa đầu tiên bạn thấy ra sao? Thấy cay, bắt đầu thấm thấm lên này. Giờ có muốn bọt cua không? Mình sẽ cố gắng cho hết cuộc thi. Ok nha. Rồi mình sẽ phỏng vấn với bạn Tùng này. Khi bạn ăn mì cay thì miếng đầu bạn sẽ cảm thấy là sao? Chưa thấm đâu, về sau à. Ok, bạn hai bạn cứ tiếp tục thử thách của mình đi. Người nào mà thắng cuộc sẽ giành được phần thưởng 50k nha các bạn. Bắt đầu thấm vô nha mấy bạn. Đó, đây là phần thưởng của mình nha các bạn. Đó. Hai cái bị sữa đây là mình để phần thưởng cho hai bạn. Đây là cái chai tương ớt của mình. Và mình sẽ chế thêm tương ớt vô, nếu mà ai mà ăn cay nhiều nhất là sẽ thưởng thêm 20k nha các bạn. Ok. Rồi các bạn tụng lên ăn đi. Tôi thắng cuộc ăn sẽ lấy được 70k nha các bạn. Cố gắng nha hai bạn. Okay. Giờ này hai bạn cảm thấy nó thấm chưa hay như thế nào? Bắt đầu nó thấm vừa nha mấy bạn. Ok, hai bạn này ăn rất là nhiệt tình nha mọi người. Hai bạn này đã chảy nước mắt và chảy nước mũi nha các bạn. Do nó cay quá. Mì đây là siêu cấp độ luôn các bạn. Mì đây siêu cay nha mọi người. Mặt bay tung đá cay quá mọi người, và mà cái mặt rất là đỏ luôn, con mắt nó cũng đỏ nữa. Mì đây mình nói thiệt với các bạn rất là cay luôn nha các bạn. Bạn đừng có tưởng không cay. Mình sẽ tạm dừng cuộc chơi tại đây nha mấy bạn. Dừng lại phần thưởng cho bạn Thanh. Sao bỏ cuộc vậy? Rồi ok, bạn đây đã bỏ cuộc và
cầm bị sữa lên chuẩn bị uống nha mọi người. Mà chỉ còn một mình bạn Khánh nữa thôi. Mời bạn. Bạn đã thắng rồi nhưng mà bạn muốn ăn hết cái dĩa mì này không? Mình để nào mình sẽ ăn hết dĩa mì này. Xạo chó, xạo chó. Cầm lên. Và chuẩn bị trao tay cho tất cả mọi người chơi trong đây nha các bạn. Sữa bào nó bớt cay nha mấy bạn. Nó không còn cay như cái lúc đầu nữa. Ok. Cay quá mấy bạn ơi. Bạn Khánh của chúng ta đó cũng cần ăn hết mì nha các bạn. Và số tiền thưởng này là của nhà đầu tư cho mấy bạn mà đang chơi với bạn. Ăn thử thách đó để nhận tiền thưởng. Còn vừa tới khúc này bạn có muốn lùi vô hết một lần không? Cay quá mình nghĩ là mình sẽ ăn từng miếng nhỏ rồi. Nếu mà bạn không muốn ăn nữa thì vẫn có thể dừng lại và nhận thưởng. Mình nghĩ là mình sẽ ăn một cây mấy bạn ơi, mình sẽ uống tiếp sữa nha. Phần thưởng là 70 ngày nha các bạn. Bạn thấy giỏi nha các bạn. Còn một bữa nha các bạn. Ok, bạn Khánh đã ăn hết tô mì, chén mì nha các bạn. Và phần thưởng này là của bạn Khánh nha mọi người. Ok, phần thưởng này của bạn Khánh. Bạn cảm nhận sao về mình đã, về trò chơi mình đã thắng cuộc? Nó dắt cay nhưng đỡ lại tiền mình dắt vui luôn. Ok, bạn có muốn uống sữa không? Đó, uống miếng sữa đi. Của bạn Tung mà, bạn có hối tiếc về mình đã thua cuộc không? Mình chỉ tới đây để chơi cho vui thôi các bạn à. Không quan trọng số tiền thưởng. Ok các bạn nha. Và hai bạn đây cũng đã ăn xong rồi. Một bạn đây là bạn thua cuộc, bạn đây là bạn đã thắng cuộc. Số phần thưởng là bạn nhận được đó là 70k nha các bạn. Và clip đến đây cũng rất là dài rồi. Mong các bạn ủng hộ, like và đăng ký kênh giúp anh em tụi mình nha. Và video đến đây là kết thúc. Bye bye.